Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay giới thiệu với các bạn cái có con chuột không dây thương hiệu trái táo nha. Táo giống như Apple. Có là 6-9 con. Thì bán đồ cũ thôi nha bạn, cái này mình coi như là đồ cũ nha, bán giá là 25.000 con nha bạn, chuột không dây cút mình bán giá đồ cũ thôi. Cho mấy bạn coi nó đẹp cỡ nào ha. Này là tháng 7, bảo hành đến tháng 7 năm 2000, của ngày mua là tháng 7 năm 2017. À, 25.000 con các bạn. Giá 25.000 con nha bạn. Bạn nào cần mua thì gọi điện cho mình nha. Lấy cái nha. Tìm thử cho mọi coi.
Ok này. Rồi. Rồi xuống này. Rất là ok. Rất là ok nha. Mình có là 9 con nha các bạn. Một con mình cũng bán là giá 25 ngàn nha các bạn. Mấy bạn nào cần mua thì ngày gọi điện cho mình nha. Một con cũng giá 25 ngàn nha. 25 ngàn con. Bao xài tuần nha. Mình bán được cũ thôi, bao xài tuần thôi. Tặng cho mấy bạn hai cục pin nha. Này là zin của nó không có pin nha các bạn, zin của nó không có pin nha. Này bắt buộc là phải có mua pin xài. Bạn nào gọi điện cho mình sớm nhất nha, sẽ tặng cho mấy bạn hai cục pin. Zin của nó là không có pin nha. Đây, con nào cũng vậy. Cái lô này là mình mua lại của cửa hàng mà người ta không bán nữa. Như là người ta thanh lý cửa hàng vậy nè. Thanh lý cửa hàng. Pin gắn vô 25 ngàn buộc ống dây wireless. Ui, thêm một em nữa. Như nhau đó. Tháng 7 năm 2007. Đẹp nha. Con
chuột này nếu mà giá mới ngoài thị trường là nó bán khoảng 50.000. Mới tin là 50.000 con nha.